Nam mô Phật, Nam mô Nam mô Phật. Nên nữ thần một kính cúng cái ấn ơn chị các ngài tiên sư tổ sư thái thượng lão quân chức phật thượng thơ lơ sơn thánh mẫu. Nam mô phụng thỉnh đại tướng Hùa Trương, Nam mô phụng thỉnh thượng tướng Hùa Trương, Nam mô phụng thỉnh thời gian đạo sĩ thái đầu thịnh tinh muôn ngàn binh đạo quản chức tinh an và ngàn binh nữ. Nam mô phụng thỉnh cô hai, cô ba, cô tư, cô năm, cô sáu, cô bảy, cô tám, cô chín, cô mười, cô dư hòa đào, cô bạch, đáo đàn, vương dương, minh cho cô hộ tỉnh khẩu thần chú của thỉnh cao dương hoàng hậu viện thiên hậu thổ giảng phúc phu nhân đạo lương ban tỉnh thơ nguyễn túc thần tình bộ hòa ngũ phương thượng tướng ngũ phương thắng tay ngũ phương thổ đạo thái thanh long thủ bạch hổ viện cao tước hầu giả không thể được xè nậu dê bổ chú đồng quốc giá hay đệ tử thập thức tính cúng thức ấm ơn chị các ngài tiên sư tổ sư thái thượng lão quân nghệ chị các ngài sắc quỷ kỳ mạng quần thống lãnh tộc triều gửi qua cái chứng minh bình tĩnh cao các quân binh phong đội mở dụng quân đội như mã đầu tay lam bắc điều hồi như lệnh thần của đấng kỳ dinh lưu hòa kỳ nhất hòa sắc lục bộ nam dương đại tướng chu ôn đại tướng của diệm sơn quân ngài cái sức tài như lễ thức năm u bưu trưởng tướng quán đình quân sơn ban nam đại tướng phụng thánh tướng đại tướng gọi tướng vượng tướng quái thần đau thần né thần gia thần triều nam mô đại tịnh sơn lâm chúa sứ chúa diệm chúa hoàng nhất khẩu đàn đàn tam dương hữu quả chúa tướng âm binh binh phò binh hộ binh lượng binh cấp binh sai binh thai binh phẩm binh sư binh khiếu muôn dạng thần binh ơn vị các ngài. Nam mô phật thịnh đông tây nam bắc đại lễ tử thần tính quán quê nam mô đi đâu ở đó đi tâm ở tâm đi tây ở tây đi nam ở nam đi bắc ở bắc đi nam ở tứ thái thì ở kỳ cảnh này ở kỳ là tăng thắng khé ở về hậu an đưa sự là thanh mây mắt sắc tài trong lòng cầu thành tài tài phúc cầu phước cầu đức cầu tình cầu mây được mây cầu thật đấy ở kỳ cảnh này hồ thì được tử thần tử nam mô ở kỳ làm chức vụ nào bằng được đó nam mô phụng thỉnh thổ liên quan thể hữu nhân tâm thể bất quan phạm chánh giáo đạo cao đức trọng thượng ngài thổ liên liên quan sĩ lực khí dương gian ấm lòng rất tự nguyện để giữ tiền nghiệp thay thể hữu nhân công an cũng hơn trùng dính buổi lý sắc tạ mà được lãnh lương dương phụ vật công an thần sự thịnh thổ liên quan giám đàn tàn thể hữu nhân tử hay có bóng nhớ gì khác nào khép bản bệnh thật tâm mong máu an gan làm đau là làm đau suy kiến đó là đau cả chi một thói giác đạo tạng hộ trì cho đệ tử thọ đức nam mô nam mô